Ăn phở ngộ độc. Hàng quán gì mà ế thế này? Chẳng buồn cho quán của lão Tư đằng kia, đông khách từ sáng tới tối luôn. Bác ơi, bác có đánh giày không ạ? À? Không ơi với ạ gì hết á, vừa sáng ra, đi chỗ khác đi. Từ ngày có quán phở lão Tư hả? Những khách quen nhà mình kéo sang đó gần hết. Cứ như thế này thì bán cửa hàng này đi mất thôi. Bác ơi, bác có đánh giày không? Giờ bác đang bận quá. Dạ. À mà này, cháu ơi. Dạ. Quán bác cũng đông người ra vào, cháu vào trong quán này mà ngồi, có ai cần thì đánh giày cho họ, đỡ phải đi lại vất vả. Bác cho cháu ngồi trong quán sao? Tốt quá ạ. Cháu cảm ơn bác. Nhất định ta phải nghĩ cách gì đó để hạ uy tín nhà lão kia mới được chứ. À, có cách rồi nè. Này, tôi có cách này. Mà thấy thế nào hả? Ừ, được đấy, được đấy. Quay, sao chó sủa cái gì không biết nữa. Ôi, đau quá. Trời ơi, sao đau bụng quá vậy nè. Dạ thưa các bác, có chuyện gì vậy ạ? À? Ông Tư, ông cho cái gì vào trong phở mà chúng tôi ai ăn cũng bị đau bụng dữ dội, tay chân bụng rủng thế này. Ôi, đau quá. Việc này chắc chắn là ông ta đã cho cái gì đó vào trong phở chúng ta ăn. Bởi vì ăn vào ai cũng có một triệu chứng như thế này, nhất định phải đi nhờ công an phường làm rõ việc này mới được. Ông Tư, chúng tôi đã kiểm tra mẫu nước dùng trong phở của ông và tìm thấy trong đó có chất sổ, cũng như một vài chất cấm khác, gây nên rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh, khó thở. Dùng nhiều hơn một chút có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được? Lần này chúng tôi xử phạt hành chính, nếu quán còn vi phạm những lần sau, chúng tôi sẽ có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí sẽ yêu cầu đóng cửa quán. Vậy là đã có một số người từ quán phở của lão Tư đi sang nhà mình ăn rồi. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình đã khiến cho mọi người tẩy chay quán phở và lão ta nhanh đến vậy. Biết thế mình đã làm việc đó sớm hơn rồi. Ông thật là đồ gian xảo. Chuyện gì vậy? Ông thật là độc ác, rất tâm bỏ thuốc vào nồi phở của bác Tư để hãm hại bác ấy. Chính cậu bé này đã nhìn thấy ông mở nồi nước dùng hôm trước. Sao mọi người lại tin vào những lời sằng bậy của thằng bé đánh giày này cơ chứ? Đó không phải là những lời lẽ sằng bậy đâu. Cậu bé đánh giày này còn tìm thấy sau nhà ông thứ này trùng khít với chất trong nồi phở của nhà ông Tư. Ông còn chối được à? Tôi từ giờ chúng ta sẽ không đến ăn quán của lão ta nữa. Rồi chúng ta sẽ đi hô hào mọi người, nhất loạt tẩy chay quán phở của lão béo nhé mọi người. Phải đấy, lão ta mới đúng là kẻ thất đức, đi làm chuyện hãm hại người lành. Giờ chúng ta phải mau sang thông báo với bác Tư để bác ấy được mừng, đồng thời lên công an phường minh oan cho bác ấy nha mọi người. Nhất trí. Tưởng hại được người, thành ra lại hại mình rồi. Trời ơi là trời. Người gác cổng bất đắc dĩ. Anh yêu à, như đã từng nói với anh, em và con sẽ đến một thị trấn khác để sống. Ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm của chúng ta.
Điều đó chỉ càng khiến em và con thêm nhớ anh hơn. Trên thiên đàng, anh hãy luôn dõi theo mẹ con em nhé. Đi thôi Jenny à, xe đang đợi chúng ta bên ngoài rồi con. Ôi mẹ ơi, vâng, ông cứ để đấy đi. Cháu chào bác ạ. Cứ như vậy, dần dần người đàn ông vô gia cư bỗng nhiên trở thành người gác cổng bất đắc dĩ cho hai mẹ con Jen. Không biết gửi con bé ở đâu bây giờ. Lớp học đã nghỉ, mình không thể đưa con bé đi theo. Không lẽ mình phải nhờ cậy người đàn ông kia? Nhưng liệu... chắc không sao đâu, anh ta cũng ở đây lâu rồi mà. Con yêu à, mẹ đang có việc phải đi gấp lúc này, nhưng mà mẹ không thể cho con đi cùng được. Vậy con ở nhà ngoan nha, không được ra khỏi nhà đó. Con muốn ăn thứ gì á, cứ mở tủ lấy ăn. Xong việc, mẹ sẽ về ngay với con. Vâng, thưa mẹ. Ông có thể giúp tôi một việc không? Tôi có việc phải đi ngay bây giờ mà không thể mang con gái theo. Vậy nhờ ông để ý giúp đến con bé hộ tôi. Tôi xong việc sẽ về ngay. Cảm ơn ông. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ôi, con gái tôi! Jenny! 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 Tại sao mình lại đi tin tưởng một tên rách rưới, bẩn thỉu ấy cơ chứ? Mình đã đối xử tốt với hắn, vậy mà... Alo, tôi, Jen xin nghe. Chào cô, tôi là cảnh sát trưởng của thị trấn. Con gái Jenny của cô đang ở đồn cảnh sát. Cô bé đang rất hoảng sợ, vì vậy cô hãy đến ngay để đón con bé về. À, vâng, thưa ngài, tôi đến ngay đây ạ. Mẹ ơi, bác Câm, bác ấy... Không sao rồi con à, mẹ ở đây rồi. Từ nay mẹ sẽ không bao giờ để con một mình nữa. Tên khố rách áo ôm đó sẽ không bao giờ làm hại con được nữa đâu. Tên khố rách áo ôm mà cô vừa nói đã lĩnh một nhát dao vào người khi cố gắng cứu con gái cô khỏi bọn bắt cóc trẻ con đấy. Cô nên đến bệnh viện và cảm ơn anh ta. Không có anh ta thì con gái của cô không biết giờ sẽ ra sao đâu. Ôi, tôi thật là hồ đồ. Xin cảm ơn ngài. Đi thôi Jenny, chúng ta đến bệnh viện để thăm bác Câm nào. Cha đẻ của thuốc sát trùng. Bệnh viện Hoàng gia Glasgow, nước Anh, năm 1854. Cấp cứu, cấp cứu! Bệnh nhân bị tai nạn, cần phải phẫu thuật gấp. Vậy cơ bản là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Y tá, hãy chuyển ông ấy tới phòng hồi sức và theo dõi thật sát sao. Có biến chuyển gì thì cần báo ngay cho tôi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Bác sĩ Lister, bệnh nhân phẫu thuật 2 ngày trước sốt cao, có khả năng xảy ra tình huống xấu. Ngài mau đến đó xem thế nào ạ. Tình hình sức khỏe của bệnh có vẻ không được khả quan lắm ạ. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Ông nhà đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Ông ấy đã bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Vết nhiễm trùng quá nặng và sức khỏe của ông ấy không thể chống chọi lại được nữa. Bác sĩ, chồng tôi đã sống sót qua cuộc phẫu thuật rồi cơ mà. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Rõ ràng ca phẫu thuật đã thành công rồi cơ mà. Nếu không có ông ấy, làm sao tôi có thể sống nổi đây? Trời ơi là trời. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn với gia đình. Mong bà mau chóng vượt qua được cú sốc tinh thần này ạ. Bác sĩ Lister đây là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây. Nhưng tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật là rất lớn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông Joseph. Nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân gặp trường hợp như ông nhà. Nhiễm trùng sau phẫu thuật thực sự là một biến chứng rất nguy hiểm thưa bà. Lại thêm một bệnh nhân ra đi vì biến chứng nhiễm trùng. Thật đáng buồn khi phải nhìn bệnh nhân của mình cố gắng phẫu thuật để giành lại mạng sống lại phải ra đi một cách đáng tiếc như vậy. Giá mà có một cách nào đó giúp tình trạng bệnh nhân có thể ổn định sau mỗi cuộc phẫu thuật thì tốt biết mấy. Trông anh già hơn hẳn lần gần đây nhất tôi gặp anh đấy. Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ Lister? Điều gì khiến bác sĩ Lister phải nhọc lòng suy nghĩ tới nỗi già các người thế này? Dạo này anh phải phẫu thuật cho nhiều người bệnh lắm sao? Giáo sư Thomas, ông đừng gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy rất khổ thẹn. Thế có chuyện gì mà anh lại như vậy? Không lẽ ở bệnh viện lại xảy ra chuyện gì không được như ý muốn ư? Cũng có thể nói là như vậy. Chà, nhìn anh có vẻ khá đăm chiêu. Ngài biết đấy, phẫu thuật đã cứu sống rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch do bệnh tật, tai nạn. Nhưng sau đó, phải đến hơn nửa trong số họ chết vì những biến chứng sau phẫu thuật. Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi nghĩ rằng tại sao họ đã có thể vượt qua những cuộc phẫu thuật lớn như thế, thì họ phải khỏe mạnh trở lại. Nhưng những biến chứng sau phẫu thuật lại dễ dàng cướp đi mạng sống của họ ngay tức khắc. Chà, anh đừng bi quan như vậy chứ. Đó là quy luật từ trước đến giờ rồi mà. Một khi đã chọn làm bác sĩ thì anh phải chấp nhận đối diện với cái chết hàng ngày cơ mà. Tôi biết là thế, nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn bệnh nhân mình cứu sống lần lượt ra đi như vậy sao? Điều đó thật bất công đối với họ và với chính những người bác sĩ như chúng ta nữa. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của anh. Trước đây khi còn làm bác sĩ, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy. Thậm chí tôi đã từng rất bi quan và nghĩ đến chuyện từ bỏ cái nghề cao quý này. Nhưng cuối cùng tôi không thể. Sứ mệnh của chúng ta là cứu sống bệnh nhân. Dù kết quả có không được như mong muốn, nhưng bác sĩ vẫn phải cứu giúp người bệnh hết lòng. Đúng là như vậy. Nhưng nhìn những bệnh nhân lần lượt mất ở phòng hậu phẫu, tôi thật sự rất muốn tìm được lý do. Đó là cảm giác rất đau khổ. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề đó. Để làm điều đó, tôi đã quan sát một vài bệnh nhân của tôi và những gì họ gặp phải. Mà điều kỳ lạ mà tôi nhận thấy là cùng là gãy tay, nhưng các vết thương bầm dập rất dễ lành. Còn các vết thương hở luôn khiến bệnh nhân sốt nóng, mừng mủ, hôi thối và cuối cùng dẫn tới tử vong. Tôi nhận thấy điều đó xảy ra ở hầu hết các bệnh nhân sau phẫu thuật. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu? Cuộc phẫu thuật tuy thành công nhưng sau đó bệnh nhân lại sốt và tử vong. Phải chăng là do vết thương hở có tiếp xúc với không khí và vô tình gây nên một hiện tượng nào đấy? Giả thuyết của anh cũng khá là hợp lý. Thật tiếc vì tôi chỉ là một nhà hóa học, không thể giúp gì nhiều cho anh. Tôi không thể hiểu được những diễn biến về cơ thể con người. Nhưng tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đấy. Đây là cuốn sách nói về sự thối rữa ở cơ thể con người. Trong này phân tích rất rõ. Biết đâu trong này sẽ có câu trả lời cho những gì mà anh đang thắc mắc. Louis Pasteur. Đó là một giáo sư rất nổi tiếng người Pháp. Anh vừa nhắc tới hiện tượng thối rữa ở các bệnh nhân, tôi bỗng nhớ tới cuốn sách này. Louis Pasteur đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vấn đề này và đưa nó vào sách. Tôi nghĩ ông ấy có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để tìm hiểu về hiện tượng thối rữa này. Ồ, ông ấy cho rằng trong không khí có những mầm vi sinh vật mà chúng ta không thể nhìn thấy.
và những mầm vi sinh vật này đã gây ra hiện tượng lên men và thối rữa vết thương. Vậy thì điều mà tôi đang nghĩ tới cũng không phải là không có cơ sở. Rõ ràng là có một tác động nào đó khiến những vết thương hở của bệnh nhân tạo mủ và dẫn đến sốt cao rồi tử vong chứ. Tôi nghĩ rằng không khí nơi phòng mổ cũng có những mầm vi sinh vật này. Nó sẽ bám vào tất cả mọi nơi, mọi đồ đạc có thể. Chính nó đã khiến các vết thương sau phẫu thuật không thể lành lại được. Có lý đấy. Vi khuẩn ở mọi nơi xung quanh chúng ta, và nó nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Nếu như điều anh nghĩ là đúng, thì chỉ cần có thể làm sạch môi trường phòng bệnh và phòng phẫu thuật thì có thể hạn chế tình trạng biến chứng sau phẫu thuật. Vậy có cách nào để khử sạch chúng không? Theo như tôi đọc được trong sách thì ngày Pasteur khử sạch chúng bằng cách đun nóng trong môi trường không có không khí. Nhưng trong bệnh viện thì không thể sử dụng cách này được. Điều này là bất khả thi. Chà, có vẻ vấn đề này khá nan giải. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân nhưng lại không có cách giải quyết chúng. Dù sao thì hôm nay giáo sư cũng đã cung cấp cho tôi một tài liệu rất có giá trị. Tôi sẽ nghiên cứu thêm để tìm ra cách có thể làm sạch hết mầm vi sinh vật trong phòng phẫu thuật này. Anh đúng là một người bác sĩ tử tế. Nhất định anh sẽ thành công. Hãy cố gắng theo đuổi nó nha. Nếu cần gì từ tôi thì đừng có ngại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi lúc. Chẳng lẽ không có một cách nào có thể làm sạch được phòng phẫu thuật sao? Liệu có một chất nào đó giúp làm sạch vi khuẩn trong phòng phẫu thuật được không ta? Răng, mở cửa xả số 5. Mở cửa xả số 5. Đây chẳng phải nhà máy xử lý rác thải của thành phố hay sao? Tại sao khi đi qua đây lại không hề có mùi hôi thối của rác thải nhỉ? Rác thải rất hôi thối. Chỉ cần đứng cạnh một thùng rác thôi là chúng đã bốc mùi nồng nặc rồi cơ mà. Vậy nhưng nhà máy xử lý rác thải lại không hề có chút mùi hôi vốn có của nó. Liệu có phải những tác nhân gây nên hiện tượng thối rữa, bốc mùi đã được loại bỏ trong quá trình xử lý nên nước thải mới sạch như vậy không? Mình phải đến hỏi bọn họ dùng cách gì mới được. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Tôi đi qua nhà máy xử lý rác thải này nhưng lại không hề ngửi thấy một chút mùi hôi nào. Thật kỳ lạ. Các anh đã dùng cách gì mà nước thải không còn bốc mùi hôi thối như vậy ạ? Chúng tôi dùng axit carbonic. Nó khử mùi và làm sạch rất tốt. Kết quả thì như anh thấy đấy, mùi hôi của hàng đống rác thải này đã hoàn toàn biến mất. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể xử lý dễ dàng hơn. Axit carbonic ư? Có lẽ đây là chìa khóa của vấn đề mà tôi đang tìm kiếm đây rồi. Cảm ơn anh. Đây sẽ là một trong những phát hiện lớn nhất trong lịch sử đấy. Bệnh nhân là một cậu bé 11 tuổi, gãy xương đùi do bị xe ngựa cán qua, chảy rất nhiều máu. Cậu bé cần phải được phẫu thuật ngay, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, ông đang làm gì vậy? À, đây là axit carbonic. Nó có tác dụng làm sạch rất tốt. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật cần được làm sạch bằng dung dịch này trước khi thực hiện ca mổ. Kể cả tay của chúng ta cũng vậy. Mọi người hãy lấy dung dịch axit này để rửa tay trước khi phẫu thuật đi. Cuối cùng, chúng ta đắp gạc đã được làm sạch lên vết thương hở. Hãy để ý thay băng gạc và theo dõi tình trạng của cậu bé thường xuyên. Có biến chuyển gì thì phải báo ngay cho tôi. Bác sĩ Lister, vết mổ của cậu bé 3 ngày trước đã dần lành lại rồi ạ? Nhanh như vậy sao? Vết thương không mương mủ hay bốc mùi gì chứ? Dạ không ạ, vết thương khô và dần lành lại như có một phép màu vậy. Chúng tôi cũng không thể tin được kỳ tích này. Tin tức mới đây, bác sĩ Lister của Đại học Glasgow đã tìm ra cách khống chế được cách biến chứng sau phẫu thuật. Dạ, 12 người mà chỉ có 2 người chết thì quả thực là một kết quả khả quan đấy. Không được, không thể nào dùng dung dịch xử lý nước thải để dùng trong y tế. Như vậy chẳng phải quá ô uế hay sao? Đúng vậy, chưa kể dùng axit carbonic khiến sức khỏe của các y bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật bị ảnh hưởng ít nhiều.
hãy nhìn những đôi tay nổi đầy mụn nước của họ đi. Nhưng điều quan trọng nhất là hiệu quả điều trị, và nó đã được chứng minh. Những khuyết điểm khác hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm để khắc phục mà. Các bác sĩ phẫu thuật ở Vương quốc Anh này sẽ không một ai đồng ý với phương pháp của ông đâu. Thưa ông Lister, nó quá bẩn thỉu và gây hại cho chính chúng ta. Nhất định tôi vẫn sẽ tiếp tục với phương pháp của mình. Điều tôi quan tâm là việc các bệnh nhân đã được cứu sống, và đó mới là mục đích của y học. Dù bị phản đối ở Anh, nhưng ở Đức, phương pháp của bác sĩ Joseph Lister được áp dụng rộng rãi, sau đó phổ biến dần qua các nước khác trên thế giới. Theo thời gian cùng sự phát triển của nghiên cứu y học, phương pháp sát trùng được thay thế bằng phương pháp vô trùng và khắc phục được tối đa những nhược điểm của phương pháp cũ. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp của bác sĩ Joseph Lister đã đặt nền móng cho những phương pháp phẫu thuật sau này. Ông dần được các đồng nghiệp cùng quê hương Anh Quốc công nhận và sau này trở thành bác sĩ đầu tiên trở thành thương nghị sĩ Anh. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về giáo sư Joseph Lister ở Anh năm 1854. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!